rất ấn tượng. Và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ đến với đơn vị phường Vũ Ninh với liên khúc Họ Kéo Pháo, Quang Bình Tây Bắc và Giải Phóng Điện Biên. Chúng ta sẽ đến với phần thể hiện của Tốt Ca Nam Nữ cùng Tốt Ngứa Phù Hòa. Mời quý vị cùng thưởng thức.
Xin được cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị.